Có Merex XM300 không anh ơi? Why not? Đây, XM300 phiên bản màu đổi màu cho anh em đây. Ok chưa? Xe này thì không biết anh em có tìm hiểu nhiều chưa, thì xe này sẽ trang bị khung nhôm này, dây điêm sườn này, lốp sườn đẹp lắm anh em ạ. Chắc anh em phải nhìn chi tiết nó thì mới thấy độ ok của nó. Đấy. Đấy. Với một mức giá chỉ tầm hơn 4 củ một xíu, anh em sẽ sở một cái trang bị tân điện lắc một lẫy này. Đấy. Mượt đét đèn đèn luôn. Đấy. Phanh địa cơ nhá. Đấy, ok chưa? Đây phanh địa cơ này. 50T là bộ chuyển động của cũng của LTGU R2 luôn. Đấy. Nhưng mà củ này sau sẽ là Shimano Tuner TZ anh em ạ. Và lip 7 tầng đấy. Tốc độ thì chắc là cũng ngang ngửa với TCV18. Chỉ có điều là gạt đế trước của nó thì hơi lỏng hơn một chút thôi. Nhưng mà giá rẻ mà, phải chấp nhận thôi đúng không anh em? Xe này thì giá không thấp rồi, tuy nhiên là cọc yên của nó lại hơi cao một chút anh em ạ. Anh em biết là mình cũng thấp rồi đúng không? Ngồi lên vẫn đỡ chân được như thế này. Còn nếu như anh em khoảng tầm 1m4 muốn đi xe này thì bên mình sẽ hỗ trợ cắt cọc yên cho anh em luôn. Đấy, có xe đạp giá rẻ và phù hợp cho anh em thấp thì Merex XM300 cũng khá đáng để thử đấy anh em ạ.